Cô gái này tên là Nam Sang A, một nữ sinh trung học bình thường nhưng không tầm thường. Hôm đó Sang A và bạn thân đang ăn mì trong cửa hàng tiện lợi, chứng kiến chủ cửa hàng đang trách mắng một cậu nhân viên. Cậu nhân viên có bề ngoài không mấy hiền lành lại thêm quà đầu sáng chói. Chính vì vậy khi vừa phát hiện thiếu mất 50.000 won thì chủ tiệm lập tức nghi ngờ cậu lấy cắp. Ngay cả bạn Sang A cũng nghĩ xấu cho cậu ấy, thế nên dù cậu ấy giải thích thế nào ông chủ cũng không tin. Hết cách cậu ấy chỉ đánh móc túi ra để chứng minh, nhưng ông chủ vẫn không mềm lòng. Khăng khăng yêu cầu cậu tháo giày ra kiểm tra. Lúc này một cuộc điện thoại gọi tới, thì ra ví tiền bị thiếu là do người khác lấy đi nhưng quên báo. Sau khi nhận ra mình hiểu lầm, ông chủ không những không xin lỗi, còn vặn vẹo trách ngược sao cậu không nói sớm. Sang A không chịu được thói hống hách của ông ta, đứng lên lấy lại công bằng cho chàng trai. Anh ấy có nói mà, Sang A tiếp tục, tất cả chúng tôi đều nghe anh ấy nói cả. Nói rồi cô hiên ngang bỏ ra khỏi cửa hàng, mà chàng thanh niên cũng không ở lại nữa. Anh ta định ra xe mô tô phóng đi. Sang A lại hỏi với theo, tại sao anh lại nhịn như thế, không thấy oan ức sao? Chàng trai lạnh lùng quay lại bảo cô đừng quan tâm nữa vì anh đã quen với chuyện này rồi, càng bận tâm thì càng phiền phức hơn thôi. Sang A bị bất ngờ, bởi vì cô không chỉ là một nữ sinh giỏi giang còn là một người rất mạnh mẽ. Nhưng cô gái xuất sắc như vậy lại có một người bố vô dụng nhất trần đời. Mỗi buổi sáng theo thói quen trước khi đi học cô sẽ chào bố, dù cho bố cô cũng chẳng mấy quan tâm. Bố cô tên là Nam Jae-um Piu, một người đàn ông ngoài 40 nhưng vẫn không có thành tựu gì nổi bật. Sau bao nhiêu năm theo đuổi ước mơ nhiếp ảnh gia hão huyền, cũng trải qua nhiều công ty, Jae-um Piu vẫn chỉ là một nhân viên bình thường của công ty cung cấp đồ dùng y tế. Hôm đó Jae-um Piu đến một phòng khám để gặp bác sĩ Kim, anh muốn giới thiệu dụng cụ y tế của công ty mình với phòng khám. Nhưng y tá lại bảo rằng vị bác sĩ chưa đến. Anh đợi đến tận trưa lại ra hỏi xem khi nào anh ta đến nơi. Cô y tá ban nãy mới nói rằng bác sĩ có cuộc hẹn đột xuất. Jae-um Piu lấy sản phẩm ra nhờ cô y tá chuyển lời giới thiệu, không ngờ lại thấy vị bác sĩ nọ đang lén lút vào phòng. Biết được anh ta cố tình né tránh, Jae-um Piu vẫn tỏ ra bình thản như đã quá quen với việc này. Trở về công ty, anh bị giám đốc mắng cho một trận vì không mang được bản hợp đồng nào về. Jae-um Piu cúi đầu xin lỗi, còn mặt dày báo giám đốc công ty đã hết cà phê. Giám đốc càng tức giận mắng anh té tát. Buổi trưa lúc cùng đồng nghiệp đi ăn, Jae-um Piu giới thiệu quán ba chỉ nướng mới mở cho họ để thay đổi khẩu vị. Nhưng bọn họ đến cửa thì thấy hàng người chờ đợi dài cả cây số. Chán nản quay về quán cố ăn cơm cho xong. Chỉ có Jae-um Piu nhất quyết phải ăn được món ba chỉ nướng đứng lại đợi. Ngay lúc đến lượt anh ta lại nghe người nói quán không được ngon lắm thì suy nghĩ quay xe. Sau đó vẫn tiếp tục đi tìm quán ba chỉ nướng khác. Vì nhất quyết tìm quán ba chỉ nướng ngon để ăn, nên ngay sau bữa trưa anh lại bị giám đốc quở mắng vì trễ giờ làm. Jae-um Piu cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, thay vì viết bảng kiểm điểm thì viết luôn đơn từ chức. 3 tháng sau đó anh chỉ nằm ì ở trong nhà. Sang A về nhà thấy đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh thì lấy lồng bàn úp lên. Cô chán nản nhìn về phía phòng ngủ của bố, sau đó lặng lẽ về phòng. Ông nội Sang A có một cửa tiệm cắt tóc. Dù đã lớn tuổi nhưng hàng ngày vẫn chăm chỉ làm việc để lo cho đứa con trai thất nghiệp và cháu gái. Hôm nào về nhà ăn trưa ông cũng bị bộ dạng nhếch nhác, tùy tiện của con trai chọc cho tức giận. Thấy anh ta thản nhiên ăn cơm xem bóng đá, ông liền mắng con trai là đồ vô trách nhiệm. Đã hơn 40 tuổi mà chỉ biết ăn bám bố già và không thể chăm sóc cho con gái. Jae-um Piu nghe bố mắng cũng thấy mình vô dụng thật. Nhưng ngay sau đó anh lại hẹn người bạn thân cùng nhau thưởng thức sushi và trò chuyện về cuộc đời. Người bạn chê anh ta khoác lác không chịu đi tìm việc, trong khi anh lại chê lại cậu tốt thế vợ cũng ly hôn kìa. Hai người chó chê mèo lắm đuôi mãi đến khi say rượu mới chịu bò về nhà. Jae-um Piu vừa về đến nhà liền đổ gục xuống ngủ. Trong mơ anh thấy mình đánh nhau với bản thân, rồi lại ôm lấy bản thân khóc nức nở, rên rỉ. Chúng ta có nên đánh thức bố cháu không? Thôi kệ đi. Sáng hôm sau anh ta thức dậy ăn sáng thì thấy lời nhắn cảnh cáo của bố, nếu không chịu làm việc thì sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Jae-um Piu lười biếng đi xuống sân chung cư phân loại rác. Anh ta thấy một chiếc xe đạp cũ bỏ đi bèn thích thú xin lại. Sau khi đem đi sửa xong xuôi thì hào hứng đạp xe khắp thành phố như một đứa trẻ vừa chiếm được chiến lợi phẩm. Buổi tối anh ta lại ngồi nhậu cùng người bạn, kể cho bạn mình chuyện ban sáng gặp một người đàn ông ăn mặc lôi thôi nhưng lại lái ô tô hạng xịn làm anh ta rất bất ngờ. Người bạn bảo cuộc sống chính là vậy, đừng bao giờ coi thường người khác. Mà vị đại gia đó trông như nào vậy? Jae-um Piu bèn nhìn về phía anh bồi bàn rồi hì hục vẽ. Thôi dẹp mẹ đi. Thế là tối đó anh ta trở về mang theo ước mơ mới, nói với bố và con gái mình muốn trở thành tác giả truyện tranh trên mạng. Người bố rất tức giận, còn con gái Sang A thì cạn lời. Jae-um Piu lên mạng tìm mua iPad cũ nhưng cái nào cũng giá rất cao mà anh ta lại chưa nhận được trợ cấp thất nghiệp. Anh hỏi vay tiền bạn nhưng bạn anh không cho, cùng quẫn mang chiếc máy ảnh có giá trị nhất của mình sang phòng con gái, vòng vo một hồi ngỏ ý xin mượn tiền cô. Sang A đã quá quen nên không cần hỏi nguyên nhân mà trực tiếp hỏi bố cần bao nhiêu tiền. Jae-um Piu không nghĩ con gái lại tốt bụng như vậy nên rất bất ngờ, còn hứa sau này nổi tiếng sẽ mua cho Sang A mọi thứ cô bé muốn. Ngày hôm sau anh ta đi tới một vùng ngoại ô để tìm người bán iPad cũ. Anh chàng nông dân vốn nuôi ước mơ họa sĩ thấy anh ta cùng cảnh ngộ, không chỉ bán cho giá rẻ mà còn mời anh ta ăn cơm.
trước khi về Zeumpil được mẹ của người đàn ông kia tặng cho một bao tải khoai lang. Thế nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì trên đường về nhà anh ta vì đuổi theo xe khách mà bị ngã làm nứt màn hình chiếc iPad mới. Ôi thật là vãi cả lờ. Anh nhớ lại vài tiếng trước vì thương cảm mà anh đã lỡ bỏ lại tiền của người đàn ông lại. Thôi được rồi, mình sẽ lấy một chút để đi nhậu. Nóng lòng muốn sửa chiếc iPad mới mua, Zeumpil đã mang chiếc máy ảnh đã cho con gái đến tiệm cầm đồ. Nhưng vì giá thấp hơn mong đợi nên anh không bán nữa. Chấp nhận vẽ trên chiếc iPad bị nứt, Zeumpil lại rơi vào trạng thái không có cảm hứng. Anh cứ vẽ rồi lại xóa như một vòng lặp liên hồi. Không thèm quan tâm tới vẻ ngoài, Zeumpil suýt chút nữa dọa tổ trưởng khu phố chết khiếp. Trên người anh lại còn bốc ra mùi khiến người khác tránh xa. Mấy bà thím trong khu phố thấy anh ngồi lì ở công viên trước chung cư thì lại có chuyện để bàn tán. Tin tức rất nhanh đến tai bố anh. Chưa hết nổi đứa con trai trời đánh, bố Zeumpil chửi anh tí thì sạc nước dãi. Đúng lúc đó đồng nghiệp cũ gọi điện báo tin giám đốc công ty đã bỏ trốn, để lại mấy tháng lương không trả cho họ. Zeumpil còn chưa lấy được trợ cấp thất nghiệp nên cũng vô cùng bức xúc. Bọn họ muốn nhanh chóng tìm ra kẻ lừa đảo kia. Zeumpil dẫn họ tới một chỗ thám tử chui. Trong lúc đi vào, anh vô tình va vào chàng trai tóc vàng. Cậu ta cũng chính là người hôm trước Sang A đứng ra bảo vệ tên là Han Su Húc. Su Húc tốt bụng nhắc nhở Zeumpil khóa xe đạp nhưng anh bảo chẳng ai lấy nên không cần rồi bước vào trong. Sau một hồi thảo luận, bên thám tử đòi tới hơn 5 triệu won, tương đương 5.000 đô để tìm người. Bọn họ toàn những người không có tiền, chỉ có thể cùng nhau uống bia cho bọ tức. Sự kiện mất tiền cũng khiến cho một cặp đôi đồng nghiệp cãi nhau. Trên bàn ăn lộn xộn, không ngờ Zeumpil lại tìm ra chủ đề cho tác phẩm mới. Câu chuyện kể về một người đàn ông trộm tiền bỏ trốn. Anh viết nó với nỗi thù hận dành cho giám đốc cũ của mình nên cả đêm cũng không ngủ. Sáng ra Sang A thấy bố về bếp từ trong phòng đi ra thì hỏi thăm ông. Zeumpil coi đó là chuyện thường tình của một tác giả truyện tranh. Sang A ngoài mặt không thể hiện gì nhưng nhìn thấy đôi giày của bố thì rất chán ghét, dùng chân đạp đổ chúng. Mặc dù chưa có một tí tiến triển nào nhưng trong giấc mơ Zeumpil vẫn tưởng tượng đến ngày mình thành danh. Gia đình, bạn bè cùng nâng cốc chúc mừng anh. Đặc biệt là con gái Sang A mà anh yêu quý nhưng chưa bao giờ thể hiện đúng cách. Zeumpil tự vỗ tay thưởng cho giấc mơ hão huyền của mình. Hôm nay khu phố có buổi tụ tập làm quen. Ông nội Sang A cũng cùng mọi người vui vẻ đàm đạo. Sau khi tiệc tàn, mọi người rủ nhau đi ăn gà rán. Ông nội Sang A thấy hơi ngại nên xin về trước. Không ngờ tổ trưởng bao ngại xỏ xiên ông phải về nấu ăn cho đứa con trai thất nghiệp. Ông nghe vậy thì cũng muốn chơi lại bà nên đổi ý đi chung. Về đến nhà, ông nói với con trai mau chóng tìm việc không để người ngoài coi thường nữa. Nhưng Zeumpil lại bảo với ông rằng đừng xem anh là người 40 tuổi mà cứ coi là đứa trẻ 4 tuổi đi. Người cha tức giận liền đuổi anh ra ngoài. Trên xe buýt, Sang A nhìn thấy một người có mái tóc màu vàng giống Su Húc nên tò mò dõi theo. Sau khi biết nhầm người thì gương mặt cô tỏ ra thất vọng. Người bạn thân luôn miệng nói cô giống như một con robot chưa bao giờ làm gia đình phiền lòng không giống cậu ta. Sang A lại bảo vì cô không muốn mọi người bận tâm về mình nên mới tỏ ra hiểu chuyện như thế. Hai người đang đi thì bắt gặp bố Sang A. Zeumpil nhìn cậu trai đi bên cạnh con gái ánh mắt không mấy thiện cảm. Mà cậu ta cũng biết ý nên rút lui ngay sau đó. Đi cùng con gái về nhà, Zeumpil hỏi Sang A có phải đang hẹn hò với cậu nhóc kia không thì cô bảo không phải. Bố muốn mang cặp hộ, Sang A cũng cảnh giác né tránh. Đêm đến, Zeumpil tiếp tục câu chuyện của mình nhưng anh cảm thấy cái kết nhân vật bỏ trốn là quá vô lý. Vậy nên sáng hôm sau đã đến thư viện để tìm sách nghiên cứu. Sau đó lại đi đến tất cả những nơi giám đốc cũ đã đi qua để hỏi thăm tung tích của ông ta. Lúc vào trong quán bar, Zeumpil để chiếc xe đạp cũ bên ngoài nên có kẻ định trộm mất. Đúng lúc Su Húc cũng đang tác nghiệp quanh đó nhìn thấy nên đã ra tay lấy lại giúp anh. Sau khi biết chuyện, Zeumpil vô cùng biết ơn Su Húc, còn đãi cậu đồ ăn vặt để cảm ơn. Zeumpil hỏi Su Húc một người bỏ trốn thì có thể đi đâu. Su Húc có kinh nghiệm nên bảo họ sẽ ở nơi mà mọi người không ngờ tới nhất, chính là nhà mình. Kinh nghiệm phết nhỉ, hình như cậu ta là một tay giang hồ. Zeumpil nghe theo lời Su Húc tìm đến nhà giám đốc lừa đảo kia, không ngờ lại thật sự bắt gặp ông ta từ đó chạy ra. Một màn truy đuổi kịch tính diễn ra sau đó. Cuối cùng Zeumpil cũng bắt được lão giám đốc khi xe đạp ông ta tông vào ô tô ngã xuống. Tuy nhiên thay vì cảm thấy tức giận và giao ông ta cho cảnh sát, anh lại bị câu chuyện gia đình ông ấy làm cho nguôi lòng. Zeumpil tốt bụng đãi ông ta ăn tối, sau đó dẫn ông ấy đến đồn cảnh sát tự thú. Nhưng đến nơi thì người đàn ông lại đổi ý, bảo muốn đợi con trai xuất ngũ rồi mới đầu thú. Zeumpil mềm lòng thả cho ông ta đi, lại cho ông ta thêm chút tiền. Không biết tốt bụng hay ngu ngốc, nhưng nhờ vậy anh đã hoàn thành tác phẩm đầu tay của mình để đem đi ứng tuyển. Zeumpil ngày đêm ngóng chờ kết quả, đến khi nhìn thấy tên người thắng cuộc không phải mình mà cũng chẳng có giải thưởng nào dành cho mình thì triệt để thất vọng. Người đàn ông có đội mưa ngoài đường cũng không buồn quan tâm. Đúng lúc đó tin nhắn từ bên tổ chức gửi tới, bảo họ trân trọng nỗ lực của anh nên muốn trao cho anh giải nỗ lực. Khỏi phải nói, anh vui mừng muốn bay lên trời. Zeumpil hôm sau ăn mặc bành tỏn đến nhận giải, còn được chụp ảnh lưu niệm đem về khoe với bạn bè. Bố anh nghe tin anh được giải thì vui mừng hỏi khi nào anh định đi tìm việc làm. Nhưng Zeumpil lại bảo mình muốn phát triển sự nghiệp tác giả. Một lát sau khi Sang A đang ngồi học thì bố đi vào trả tiền hôm trước vay cô.
Ông hỏi Sang A cảm thấy thế nào nếu bố ra mắt với tư cách tác giả truyện tranh. Sang A bảo hiện tại mình cũng không biết, nhưng bố cứ thử ra mắt đi. Seo-bil tiếp tục khoe khoang về tương lai vinh quang không có thật. Đợi khi bố vừa ra khỏi phòng, Sang A liền thay đổi thái độ, đóng sập ngăn kéo có máy ảnh mà bố đưa cho mình. Để không xin tiền con gái, Seo-bil bắt đầu xin làm thêm ở một cửa hàng gà rán. Mặc dù chỉ là công việc làm thêm, nhưng thái độ chăm chỉ của anh đã khiến cho một cậu nhân viên trong đó sùng bái không ngừng. Hôm nay, Seo-bil đi đến nhà xuất bản bàn về chuyện của mình. Biên tập bảo anh cần phải thêm yếu tố thị trường vào tác phẩm. Seo-bil nhận ra mình có khoảng cách thế hệ với độc giả khá lớn, lại thêm tự ti với những tác giả khác. Anh không biết liệu mình có thể làm tốt không. Một cuộc họp tưởng tượng giữa các Seo-bil ở nhiều độ tuổi khác nhau diễn ra. Bọn họ ủng hộ anh tiếp tục. Ở bên này, Sang A như mọi khi đi học, ngang qua phòng bảo vệ lễ phép chào hỏi. Bác bảo vệ quý Sang A nên tặng sữa cho cô. Trong lúc đứng đó, cô lại nhìn thấy cậu bạn thân được gia đình quan tâm chăm sóc, có chút chạnh lòng. Cô không lên xe bus đi học mà đến công viên một mình. Một quả bóng lăn về phía cô, đằng sau vang lên tiếng người nhờ nhạt hộ. Nhưng Sang A không muốn dính dáng đến ai nên lặng lẽ đứng lên rời đi mà không giúp họ. Ở chỗ làm việc của Seo-bil hôm nay có hai vị khách mang rượu vào uống. Cậu nhân viên trẻ tuổi đi ra nhắc nhở họ không được uống rượu trong tiệm gà, nhưng bọn họ lại cố ý làm ngơ. Hết cách, cậu ta bắt đầu to tiếng, mà đám người kia cũng không vừa, cứ thế xung đột xảy ra. Nhân viên trong tiệm tìm Seo-bil ra giúp vì anh là người lớn tuổi nhất, nhưng Seo-bil cũng chưa bao giờ đối diện với loại tình huống này. Hai tên khách hống hách định dùng vũ lực, đúng lúc chàng trai đi qua gạt chân khiến ông ta ngã xuống sàn. Cậu thanh niên không phải ai xa lạ chính là Su-hook. Người đàn ông tức giận lao đến định tính sổ với Su-hook nhưng lại bị hất ngã, mà cậu cũng không hẳn là đánh, chỉ né một cách điệu nghệ cho hai tên tự va vào nhau. Cuộc ẩu đả kết thúc, camera cũng không ghi được hành vi đánh người nào của cậu ấy, còn hai người đàn ông thì bị cảnh sát cảnh cáo vì gây rối trật tự. Su-hook cứ thế trở thành ân nhân của Seo-bil thêm lần nữa. Lần này thì hai người kết thành anh em. Seo-bil rủ cậu đi uống rượu chung, còn giới thiệu cậu với người bạn thân nhất. Trong khi bọn họ đang chén chú chén anh thì chủ nhà lại đến nói với ông nội Sang A thu lại mặt bằng tiệm cắt tóc. Ở bên này, Sang A không học thêm mà tới quán ba xem biểu diễn. Sau màn trình diễn kết thúc, cô còn vào hậu trường xem nữ ca sĩ kia. Nhưng khi có người hỏi cô đến xin chữ ký à thì cô lại lập tức bỏ chạy. Cùng lúc Seo-bil cũng đã nhậu xong, nhưng anh ta say khướt nên không làm chủ được mình. Hết ôm người bạn thân lại ôm lấy Su-hook, còn mất mặt nôn lên áo của cậu. Sang A về nhà chỉ thấy mình ông nội. Một lát sau, Su-hook mới dìu Seo-bil về được đến nhà. Nhìn bộ dạng say rượu là lướt của con trai, người cha không thể nào bình tĩnh cho được, vừa giúp Su-hook đỡ con trai vừa mắng anh ta. Sau khi đỡ Seo-bil nằm xuống thì Su-hook định xin phép ra về. Ông nội mang cho Su-hook một chiếc áo mới bảo cậu thay vào rồi hãng về. Su-hook nhận áo vào nhà vệ sinh để thay. Tiếng ồn ào bên ngoài khiến Sang A không thể ngồi yên mà học. Cô đi ra định xem có chuyện gì, bắt gặp Su-hyun cũng từ nhà vệ sinh nhà cô đi ra. Cậu chào ông nội Sang A rồi xin phép đi về. Ông chạy theo đưa tiền cho cậu đi taxi. Sang A nhận ra Su-hook. Cô không ngờ rằng hai người lại gặp lại nhau như vậy. Nhưng cả hai cũng chẳng chào hỏi gì. Đến khi cậu rời đi, Sang A mới dõi theo nhìn thêm một chút. Không hiểu sao cô có cảm xúc rất lạ trước chàng trai này. Một buổi sáng bắt đầu đến với tất cả mọi người, ai cũng có việc để làm, chỉ mình Seo-bil lại tiếp tục ngồi ăn rồi chơi game. Bố anh nhìn anh thảm hại như thế thì vô cùng chán nản. Trong khu cũng đã đồn ầm tin tức thu hồi mặt bằng. Tổ trưởng bong đoán rằng cửa hàng của ông nội Sang A cũng sớm phải đóng cửa. Ở trường học, cô giáo tư vấn Sang A nộp hồ sơ dự tuyển đại học. Lời nói có vẻ quan tâm nhưng thật ra lo sợ Sang A không đảm bảo thành tích ảnh hưởng tới mình. Cô bảo Sang A về bàn với bố về việc dự tuyển đặc biệt đại học. Sang A không từ chối lời đề nghị của cô giáo mà chỉ dạ vâng như một cái máy. Buổi tối cả nhà cùng nhau ngồi lau quạt. Bố Sang A quan tâm hỏi mọi chuyện trên lớp vẫn ổn chứ. Như mọi khi, Sang A bảo mọi thứ đều tốt, hoàn toàn giấu nhẹm chuyện đăng ký thi tuyển mà cô giáo nói ban chiều. Sau khi lau quạt xong, Seo-bil lấy iPad để cho Sang A bảo con gái đọc thử tác phẩm của mình. Sang A càng nhìn càng khó hiểu nhưng vẫn phải cho bố một câu trả lời. Vì vậy cô đã bảo ông sao không thử ra đường khảo sát như những người trên TV. Ngày hôm sau, theo lời con gái, Seo-bil mang giấy bút ra công viên tác nghiệp. Anh vẽ con mèo người ta lại nhìn thành con khỉ, vẽ chân dung thì lại thành tranh biếm họa, cứ thế lãng phí hết một ngày. Lúc chuẩn bị ra về, Seo-bil gặp lại cô gái ở nhà xuất bản. Cô niềm nở bắt chuyện và hỏi anh rảnh không, sau đó đưa anh đến xem buổi tập múa của mình. Gương mặt cô ở trên sân khấu tỏa sáng khiến Seo-bil không khỏi trầm trồ. Trái tim già cỗi của người đàn ông sau bao năm như hồi sinh trở lại. Anh vẽ hình ảnh cô trên sân khấu. Lúc đưa cho cô thay vì cảm thấy kỳ lạ thì cô lại xin bức tranh về làm kỷ niệm. Những cử chỉ ngọt ngào của cô gái khiến Seo-bil nghĩ cô cũng có tình ý với mình. Những ngày tiếp theo, anh còn ở trước mặt đồng nghiệp trẻ tuổi mà lên mặt phơi với tình yêu. Chuẩn bị đến ngày gặp mặt, Seo-bil từ chối lời mời nhậu của bạn, còn đắp mặt nạ để chăm sóc da. Ngày hôm sau, anh chọn một bộ đồ thời trang nhất trong tủ đồ ông già của mình để mặc. Gặp con gái bên ngoài thì hỏi cô mình trông thế nào.
Thấy Sang im lặng hồi lâu, anh liền bảo cô không cần phải trả lời nữa. Xe Upiu tự tin mua hoa rồi tới buổi diễn của cô gái kia. Buổi diễn diễn ra tốt đẹp, xe Upiu cũng mang bó hoa mình chuẩn bị đến tặng nàng thơ. Cô gái tỏ ra rất thích thú với bó hoa và cảm ơn anh. Xe Upiu biết mình đã rơi vào lưới tình nhưng trong lòng lại có một mối lo khác. Ở bên này, bạn thân của anh hẹn gặp Su Húc, biết được cậu làm nghề điều tra, anh muốn cậu theo dõi vợ cũ của mình xem cô có đang quen ai hay không. Bởi vì sâu thẳm trong lòng anh vẫn muốn hai người quay lại với nhau. Su Húc tuy làm nghề không đứng đắn nhưng lại là người đứng đắn. Cậu nói nếu anh đã mang hy vọng đó thì không nên nhờ cậu làm việc này. Buổi tối, Sang A kết thúc lớp học thêm, cô vô tình trông thấy một bao thuốc lá. Đi ra ngoài, cô lại bắt gặp cậu bạn thân được bà mẹ tới đón. Sang A đeo lên chiếc tai nghe chìm đắm trong thế giới âm nhạc của Dương cô. Trên đường đi học về, định rẽ vào con hẻm để đi đường tắt, tiện thể muốn thử bao thuốc mà cô vừa nhặt được. Nhưng rất nhanh cô lại rơi vào tầm ngắm của mấy tên côn đồ cướp giật. Cảnh giác được nguy hiểm, Sang A lập tức trở lại con phố đông người. Nhưng đám vô lại kia vô cùng hống hách, giật lấy ba lô giữa chốn đông người, sau đó phóng xe bỏ chạy. Sang A phía sau liều mạng đuổi theo, nhưng sức lực có hạn, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng chạy mất. Trùng hợp là cảnh tượng vừa rồi đã được Su Húc nhìn thấy. Cậu vừa nhìn đã nhận ra Sang A nên không hề do dự đuổi theo đám lưu manh. Bọn chúng đang chia chiếm lợi phẩm vừa chiếm được, không để ý đã có khách không mời tới thăm. Bỏ tất cả đồ vào cặp, đừng kiếm chuyện. Đám côn đồ thấy cậu mạnh miệng như vậy thì nổi giận, tiến lên định cho cậu bài học. Nhưng Du Húc đánh nhau nhiều năm, kinh nghiệm không ít, vài đòn đã hạ hắn ngã xuống đất. Tên còn lại thấy vậy thì sợ hãi, tự lượng sức mình vứt đồ lại rồi bỏ chạy. Du Húc nhặt lại đồ rơi dưới đất bỏ vào cặp Sang A. Cậu quay lại chỗ cũ định trả lại cho cô nhưng lại không thấy cô đâu cả. Bên này, Sang A đã đi đến sở cảnh sát báo án, mong muốn nhanh chóng tìm lại được cặp sách. Nhưng muốn báo án trước hết phải liên lạc với bố mẹ. Vừa nghe đến đó, Sang A lập tức từ bỏ ý định báo cảnh sát. Trong khi đó, bố Sang A lại đang vì chuyện tình yêu mà trở nên ủ rũ. Anh đến nhà bạn thân tâm sự chuyện cô gái kia. Vì không muốn lặp lại sai lầm trong quá khứ nên anh không dám mở lời hỏi trước. Hôm sau ở chỗ làm thêm, cậu nhân viên trẻ tuổi hỏi bộ chuyện nàng thơ xe Upiu vẽ tới đâu. Anh ngập ngừng không muốn trả lời. Cậu ta lại rủ anh đi xem mắt. Dù xe Upiu đã từ chối vì mình lớn tuổi, nhưng cậu nhóc lại thuộc dạng mồi chài có hạng. Cuối cùng anh cũng tham gia vào trò xem mắt tập thể. Ban đầu anh còn ngại rào cản tuổi tác, sau đó cũng chơi rất nhiệt tình. Nhưng đến khi biết xe Upiu là người đàn ông 44 tuổi có con gái và không có nghề nghiệp ổn định, cô gái được ghép đôi lập tức từ chối thẳng thừng, mang theo tâm hồn tổn thương khi tuổi tác trở thành rào cản. Xe Upiu đi đến sân bóng chày, dùng sức vào việc đập bóng để giải tỏa nỗi ấm ức trong lòng. Xe Upiu quyết tâm thay đổi nên sáng sớm đã dậy nấu ăn. Bố anh và con gái Sang A ngồi trước bàn ăn đầy đủ 5 món thì vô cùng kinh ngạc. Còn bất ngờ hơn khi nghe Xe Upiu nói hai người cứ ăn trước còn anh ta thì ra ngoài tập thể dục. Hai người rất cảm động, nhưng vừa cắn một miếng trứng, hút một muỗng canh liền lập tức rơi vào tuyệt vọng. Ở bên này, Xe Upiu đang rất chăm chỉ nâng xà, còn ra chỉ mấy bà thêm cách nhảy dây. Trong khi đó, bố anh thì lại nghe tin chủ nhà cho thuê tiệm cắt tóc muốn lấy lại nhà vô cùng rối bời chưa tìm ra cách. Xe Upiu đang vẽ tranh ở nhà thì một cô gái xinh đẹp gọi đến, đó là Misa, grad của anh. Cô nhờ anh làm trợ lý tạm thời cho một tác giả truyện tranh khác vì lý do riêng. Cô nói vì quan hệ thân thiết nên mới nhờ anh. Xe Upiu hiểu lầm cô gái có tình ý với mình. Ở quán gà lại nghe được câu chuyện tình yêu bất chấp tuổi tác của cậu nhân viên và người bạn gái hơn tuổi, người ý định thay đổi bản thân. Đầu tiên anh ta đi mua những bộ đồ trẻ trung hợp mốt, sau đó quay về tiệm cắt tóc nhờ bố cắt bỏ mái tóc lờm sờm. Ở bên này, Sang A đang cùng ăn tối với cậu bạn thân. Cậu ta nhìn thấy mấy nữ sinh nghịch ngợm hút thuốc thì tỏ ra rất phán xét, sau đó còn phê phán cô bạn cùng lớp ngủ với mấy ông già vì tiền. Sang A nghe tất cả nhưng không phản ứng gì nhiều mà chỉ im lặng ăn, thỉnh thoảng nói vài câu vô thưởng vô phạt. Su Húc lúc đó đang kiểm tra cặp sách của Sang A. Bên trong ngoài bao thuốc lá và mấy món đồ linh tinh còn có một chiếc máy nghe nhạc kiểu cũ. Anh mở lên nghe thử. Găng 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 găng, check it out, check it check it, long thong 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 long. Tôi chưa bao giờ nghe bài nhạc nào hay như thế này. Hôm ấy Sang A mệt mỏi về nhà thì người bố không hỏi thăm một câu, chỉ hỏi cô chiếc áo mới trông thế nào. Sang A cười bảo bố trông cũng được. Bố bảo cô ra đường cẩn thận không bị giật túi sách. Đêm đó Sang A không ngủ được, cứ bật tắt chiếc đèn ngủ vô hồn. Trong khi đó bố cô lại ngủ rất ngon. Sáng hôm sau anh ta háo hức đến studio truyện tranh. Dưới sự hướng dẫn của Misa xinh đẹp, anh tỏ ra rất cố gắng. Tuy nhiên vị trí của anh ở đây còn thua cả trợ lý, còn phải sắp đồ ăn ra cho mấy cậu trai trẻ làm chung. Hơn nữa bản vẽ của anh cũng bị cậu tác giả trẻ tuổi chê trách. Dù cảm thấy khó chịu nhưng khi nhận được tin nhắn của Mira nói rằng cô đang mua đồ ăn đến thì anh lại lập tức hân hoan. Cô gái vừa đến đã khiến nụ cười Xe Upiu ngoác tới mang tai. Trong bữa ăn cô ấy còn đút cho anh khiến anh rất ngại ngùng. Nhưng sự ảo tưởng của Xe Upiu nhanh chóng chấm dứt khi thấy cô và anh chàng tác giả nói chuyện thân mật, còn thường xuyên nói về nhà của nhau.
Sau khi thấy hai người thân mật thì Ze Um Tiêu biết họ là một cặp, còn mình đang bị lợi dụng. Ở nhà bố vẫn thức đợi anh về. Sang A trông thấy ông nội đợi bố thì cảm thấy rất ghen tị với bố vì có một người cha luôn quan tâm đến mình. Sáng hôm sau, cửa tiệm cắt tóc của ông nội hạ xuống. Ông nhìn nơi đã gắn bó với mình nửa đời người vừa tức nuối vừa xót xa. Ở bên này, công ty thám tử của Du Úc làm việc vừa thành công thêm một vụ nữa, mà vụ này ảnh do cậu chụp nên ông chủ rất hài lòng. Lão Mộc vốn không ưa Du Húc phát hiện ra túi sách của Sang A ở chỗ Du Húc. Hắn thấy cậu đi vào thì cầm tấm thẻ học sinh của Sang A hỏi bạn gái cậu A một cách khinh bỉ. Du Húc không quan tâm vẻ kịch cỡm của hắn, lập tức giật lại chiếc thẻ và mang túi sách đi. Cậu lái mô tô đến trung tâm học thêm của Sang A. Bởi vì có ngoại hình bành trai nên đám nữ sinh ngỗ nghịch nhìn Du Húc thì rất phấn khích, nhưng cậu không hề quan tâm đến họ. Thấy Sang A đi ra, cậu đến đưa túi sách cho cô hỏi bố cô có biết cô hút thuốc không. Sang A không trả lời, cũng không cảm ơn mà rằng lấy chiếc túi rồi đi vào trong. Một trong số nữ sinh ban nãy đi ra tán tỉnh Du Húc. Chồng ơi, cho em đi nhờ xe với. Nhưng cậu vẫn lạnh lùng như mọi khi, mặc kệ cô ta rồi phóng đi trước. Buổi tối Sang A về nhà, lấy trong túi sách ra hộp thuốc lá đã bóc. Cô chợt nhớ lại lời Du Húc hỏi lúc chiều, trong lòng có chút nghĩ ngợi. Đúng lúc ông nội đi vào bảo cô ra ngoài, cả nhà ba người ngồi trước bàn ăn gà rán tâm sự. Ông kể chuyện mình đã đóng cửa tiệm cắt tóc. Ze Um Tiêu vừa nghe thì đã làm ầm lên trách bố sao không bàn với anh. Người bố chịu nhẫn nhịn nhiều năm cũng bùng phát, mắng anh mới là người ăn bám. Hai người cãi nhau qua lại, chỉ có Sang A hiểu chuyện nói với ông nội rằng ông đã vất vả rồi. Hôm sau Ze Um Tiêu xin nghỉ ở cửa hàng gà rán, một mình đi leo núi. Vừa leo vừa nghĩ về sự hy sinh của bố nhiều năm và sự vô tâm của mình mà cảm thấy thật ngu ngốc. Trong lúc đó tiệm gà không có Ze Um Tiêu cũng rối loạn không biết phải làm thế nào. Ông nội Sang A thức dậy theo thói quen định đi làm thì nhớ ra đã đóng cửa tiệm cắt tóc. Thế là đành dành thời gian đi chạy bộ. Lúc về đến thang máy gặp Sang A, hai ông cháu ngượng ngùng chào nhau. Ông lão ở nhà bị đứa con trai cằn nhằn chuyện đóng cửa tiệm mà không báo. Ra công viên trước sân ngồi thì bị mấy bà thím bàn tán xôn xao. Bọn họ còn tọc mạch liệu thất nghiệp có phải truyền thống của gia đình ông không. Ze Um Tiêu nhìn bố chán nản ngồi cũng không chịu nổi mà ra bảo ông hãy kiếm gì đó làm đi. Trong khi đó anh ta thì dành thời gian làm việc để thanh lý đống quần áo mấy hôm trước. Lúc đang trả giá với đám học sinh thì bị quản lý nhìn thấy. Quản lý nhắc anh không làm việc riêng trong giờ mà hãy chuyên tâm vào công việc. Nhưng Ze Um Tiêu nghe được nửa chừng thì lại có điện thoại reo lên. Sau đó anh ta cùng anh biên tập viên vừa ăn khoai tây chiên vừa nói chuyện về sự hữu hạn của cuộc đời kèm theo chút cảm giác bất lực. Buổi tối trên đường về nhà, Ze Um Tiêu đã mua hết số khoai lang cho một bà lão đáng thương. Bố anh khi thấy anh mang đống khoai về nhà thì rất bực mình. Ngày hôm sau ông quyết định đi tìm một mặt bằng mới để thuê cửa tiệm cắt tóc mới. Trong khi đó con trai ông ở nhà đem đống khoai hôm qua mang về ra lột. Giữa lúc đợi khoai chín thì anh ta đi ngủ, kết quả lại ngủ quên làm cho nồi khoai cháy xém, còn suýt nữa gây ra hỏa hoạn nghiêm trọng. May mắn là tổ trưởng Bong kịp thời phát hiện, đập cửa gọi Ze Um Tiêu dậy. Nhân viên cứu hỏa mắng anh ta phải cẩn thận hơn, suýt nữa thì đã phóng hỏa cả khu chung cư. Đúng lúc người bố trở về thấy con trai gây chuyện thì nổi trận lôi đình. Ông không chỉ mắng nhiếc anh là đồ vô tích sự, ăn bám rồi phóng hỏa đốt nhà, mà còn tức giận đuổi anh ra khỏi nhà của ông. Sang A lần đầu chứng kiến ông nội giận đến như vậy chỉ biết lặng người đứng nhìn, còn bố cô xấu hổ vì bị mắng nên đã hùng hổ dọn đồ bỏ nhà đi. Trước khi đi cũng không quên mang theo bịch khoai lang 10 kg. Ra khỏi nhà, Ze Um Tiêu định xin bạn cho ở nhờ nhưng người bạn thẳng thừng từ chối, bảo anh ta về cầu xin bố tha thứ đi. Hết cách, Ze Um Tiêu định ngủ ngoài công viên nhưng vì muỗi đốt nhiều quá nên anh ta đành chuyển đến chỗ làm ngủ ké. Ở nhà ông nội Sang A một mình uống rượu. Sang A ra hỏi ông sao chưa ngủ thì ông bảo cô cứ ngủ trước đi, nhưng đừng mở cửa cho bố cô vào. Sau đó ông xin lỗi Sang A vì những chuyện xảy ra. Sang A hiểu chuyện bảo đấy đều không phải lỗi của ông rồi về phòng ngủ. Bởi vì không tắm rửa nên ngày hôm sau ở trong chỗ làm nhân viên xung quanh đều bàn tán với anh ta. Cậu nhân viên trẻ còn bảo anh ta không chỉ bốc mùi cơ thể mà còn bốc mùi cô độc. Ở bên này Du Húc dọn nhà đập vào mắt chiếc áo ông nội Sang A cho cậu mượn hôm trước. Cậu gọi điện cho Ze Um Tiêu để trả lại, nhưng anh lại bảo để anh ta đến nhà cậu lấy. Lúc đến nhà Du Húc, Ze Um Tiêu tự nhiên coi như nhà mình. Khi biết nhà cậu có hai phòng ngủ còn định xí chỗ phòng đơn, Du Húc bảo đó là phòng bố cậu. Ui dào, thế có muốn tôi làm bố vợ của cậu không? Không muốn để Ze Um Tiêu ngủ ở phòng khách nên bảo anh vào ngủ chung với mình. Ze Um Tiêu sau khi tắm rửa vào phòng, Du Húc lập tức ngả lưng xuống ngay. Anh ta hỏi khi nào bố Du Húc về nhưng cậu lại lặng im không đáp. Bởi vì Du Húc có một tuổi thơ vô cùng bất hạnh bên người bố côn đồ chỉ biết đến rượu chè, cậu chưa bao giờ nhận được tình thương của ông. Mỗi ngày cậu từ lớp làm bánh trở về, ông ta đều tìm cớ kiếm chuyện và đánh đập cậu. Ông ta bị cảnh sát truy nã. Một ngày nọ cậu đã quyết tâm báo cảnh sát và tống ông ta vào tù. Nhưng ở lớp học làm bánh bạn bè lại vì tiền án của bố cậu mà xa lánh và nói những lời gì nhục cậu. Này, tao nghĩ chính nó là kẻ đã báo án đấy. Gia đình rác rưởi. Trong lúc kích động, Du Húc đã ra tay đánh người, kết quả là bị đuổi học. Một người mang nhiều thương tổn như cậu sao có thể nói đến hai chữ ước mơ. Du Húc hỏi Ze Um Tiêu có nghĩ tới ngày mai hay không.
Anh ta trả lời không, lòng Du Húc có chút gợn sóng. Sáng hôm sau cậu dậy đã thấy Ze Upiu lúi húi dưới bếp mần khoai lang. Sau vụ lùa khoai suýt đốt, nhà anh ta không biết nên làm gì với đám khoai này nữa. Du Húc lấy củ khoai từ tay anh ta. Dưới bàn tay điêu luyện chả mấy chốc cậu đã làm xong mẻ bánh khoai lang không cần tới bột mì. Ze Upiu vô cùng thán phục, vừa ăn bánh vừa bảo lần sau sẽ làm cho con gái ăn. Anh ta trông có vẻ bất cần nhưng lại rất thương con gái. Du Húc bảo anh là một người bố tốt, ôi ước gì tôi có một chàng rể như cậu. Ở nhà ông nội Sang A tìm mãi không thấy điều khiển tivi. Đúng lúc tiếng chuông cửa reo lên, ông ra mở thì thấy Du Húc mang theo một túi trái cây, bảo là cảm ơn ông đã cho tiền cậu đi taxi lần trước. Du Húc cũng nói bố Sang A đang ở nhà mình bảo ông đừng lo. Ông dẫn cậu vào nhà, Du Húc nói ra vị trí Ze Upiu giấu điều khiển. Sau khi tìm thấy nó trong tủ lạnh, ông cũng giữ Du Húc lại chơi, tôi mà có thằng cháu rể như cậu thì tốt. Sang A ở trường bị tụt hai bậc, cô giáo lo lắng bảo muốn gặp bố Sang A. Trên đường về nhà cô không khỏi nghĩ ngợi, đến lúc vào nhà lại bất ngờ vì sự có mặt của Du Húc. Cậu đang cùng ông nội cô chơi cờ vây, trông hai người có vẻ rất hòa hợp. Nhưng Sang A không dám tiến tới nói chuyện mà lập tức về phòng. Cô lặng im một lúc không hiểu anh ta tới đây làm gì. Đến tối khi cậu chuẩn bị về, cô mới lấy hết dũng khí chạy theo hỏi, anh đâu làm cùng chỗ bố tôi? Tôi làm ở văn phòng thám tử. Sang A hỏi vậy sao cậu lại đến đây? Du Húc cũng thật thà nói vì bố cô đang ở nhà cậu. Cậu đến để cho cô và ông nội biết mà không lo lắng. Sang A lại cảm thấy rất nực cười nói sao cô phải lo lắng cho người xấu xa và ích kỷ như ông ấy. Du Húc bảo bố cô là một người tốt. Sang A không quan tâm. Cô sau khi biết được Du Húc làm bên điều tra, cô liền hỏi cậu có phải có tiền thì chuyện gì cũng làm không. Sau đó nói cậu hãy giúp cô tìm người, chính là người mẹ đã bỏ rơi cô. Ngày ấy, Sang A phát hiện ra một đĩa cassette đã cũ trong hộp đồ của bố. Càng xem nó cô lại càng tò mò về người mẹ đã bỏ rơi mình. Chính vì thế khi biết Du Húc có thể tìm người, cô đã hỏi cậu có thể tìm mẹ cho mình không. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, khoảng 2 giây, cậu không trả lời mà lái xe phóng thẳng về nhà. Sang A lặng yên nhìn bóng dáng chàng trai ấy rời đi, cổ họng cô chợt nghẹn cứng. Sang A quay vào trong, lúc đi ngang qua khu vực để xe đạp còn cố tình dùng ghim cái áo thuần thục đâm thủng lốp xe đạp của bố. Du Húc về nhà, đối mặt với bố của Sang A cậu có chút phức tạp. Ông ấy đưa cậu xem bộ truyện tranh mà mình đang vẽ, còn mình ngồi bên cạnh chốc chốc lại hỏi cậu thấy chuyện thế nào. Du Húc nghĩ đến lời Sang A nói, anh có thể tìm người đó không, người đã ruồng bỏ tôi. Du Húc chậm rãi nói rằng rất thú vị. Trong khi đó, ông nội Sang A thất nghiệp giết thời gian bằng cách lao xe cho mấy người ở cùng chung cư. Đến chiều thì bận rộn đi phỏng vấn làm thợ cắt tóc. Sang A ở trên lớp lại được cô giáo nhắc nhở về việc gặp phụ huynh. Cô chần chừ mãi không biết có nên gọi cho bố hay không. Trong khi đó bố cô còn đang ba hoa với cậu nhân viên tiệm gà. Hôm nay bố của cậu ta tới tìm nhưng cậu ta vì sợ hãi mà không dám ra gặp, để Ze Upiu ra nói chuyện thay. Không ngờ người đàn ông trước mặt lại trùng hợp là kẻ bắt nạt anh từ hồi đi học. Qua cuộc nói chuyện, Ze Upiu biết anh ta đã trở thành giám đốc còn mình thì vẫn chỉ là nhân viên làm thêm đam mê việc vẽ truyện tranh. Anh không khỏi chạnh lòng. Cuối ngày quản lý hẹn gặp anh, nói rằng muốn để bạn anh lên nhân viên chính thức. Ze Upiu đối với chuyện này không biết nên vui hay buồn. Cùng lúc đó anh nhận được tin nhắn của Sang A muốn gặp anh nói chuyện. Ze Upiu lập tức gọi cho con gái. Sau khi nghe chuyện gặp phụ huynh thì hứa chắc chắn sẽ đến. Ở bên này Sang A đang cùng cậu bạn thân đi học về. Cậu bạn ở bên cạnh luyên thuyên đủ điều nhưng cô không mấy quan tâm. Cậu ta hỏi Sang A về Du Húc. Đúng lúc mẹ cậu ta tới nên Sang A không nói mà bỏ đi trước. Ông nội Sang A đi khắp nơi phỏng vấn nhưng không có kết quả. Về nhà thì nghe tiếng động trên tầng phát ra quá lớn, liền lên kiểm tra. Sau đó phát hiện ra tổ trưởng khu phố bị ngã trong phòng tắm, liền đưa bà đến bệnh viện băng bó tay. Tổ trưởng vì thế mà cũng thay đổi suy nghĩ về ông. Ở bên này bạn của Ze Upiu phát hiện vợ cũ hiện đang hẹn hò, thế nên tìm đến Ze Upiu đang ở nhà Du Húc để tâm sự, cũng như muốn tìm hiểu đối tượng đó là ai. Ngày hôm sau bọn họ tới võ đường của người đàn ông kia dạy học, sau đó còn theo dõi người vợ và anh ta đi hẹn hò. Ở bên này Sang A và cô giáo đợi bố mình rất lâu nhưng vẫn chưa thấy ông tới, giống như mọi lần Ze Upiu lại quên mất lịch hẹn với con gái mình. Lúc đến nơi thì chỉ có mình Sang A ngồi đợi, Ze Upiu lại lấy hết lý do này tới lý do khác để biện minh. Mà Sang A cũng không giống những đứa trẻ khác nổi giận với bố, chỉ mỉm cười bảo rằng không sao đâu. Sở dĩ Sang A như vậy là vì từ lúc học tiểu học, bố hứa đến tham gia hoạt động gia đình ở trường với cô nhưng rồi lại không đến. Mỗi lần bố đến muộn lại có rất nhiều lý do kể mãi không hết. Sang A hiểu chuyện chỉ cười và bảo không sao đâu. Nhưng bố cô vĩnh viễn không biết rằng vì sự vắng mặt của ông mà ở trường Sang A phải chịu bao nhiêu tiếng cười nhạo của bạn bè. Không một ai muốn chơi cùng cô bé, thậm chí còn ném bóng vào đầu cô. Cả giày trắng cũng bị bạn học viết kín ba chữ kẻ nói dối. Tất cả những điều đó Sang A chưa bao giờ kể với bố mình. Đến bây giờ cũng vậy, Sang A vẫn không nói ra nỗi lòng với bố. Hai người cứ thế ra về. Trong khi đó Du Húc và đồng nghiệp đến nhà một người đàn ông để đòi nợ. Nhưng anh ta không có nhà mà chỉ có cậu con trai còn đang học trung học ở đó. Đồng nghiệp cằn nhằn vài tiếng đi ra, còn Du Húc tốt bụng lại đến cạnh cậu con trai kia.
đưa tiền bảo cậu ấy kiếm gì đó ăn đi, đừng ăn mì mãi nữa. Cùng lúc đó, ông nội Giang A ở nhà đã phát hiện ra xe đạp của con trai bị xì lốp, thế nên đã đem nó đi sửa. Lúc về còn gặp hai bố con Giang A, ông nội tỏ ra rất hứng thú khi trêu ghẹo được con trai, trong khi Giang A lại cảm thấy ghen tị với chính bố mình. Cả nhà ba người cùng nhau đi siêu thị. Xe Um Biu nhận được điện thoại từ biên kịch bảo chuyện của anh sắp được ra mắt. Anh vui mừng thông báo với bố và con gái tin tốt lành. Cha anh dù ngoài miệng bảo anh đừng tự mãn, nhưng tay liền đổi thịt heo thường sang loại ba chỉ hạng sang để ăn mừng. Bữa tiệc ăn mừng không chỉ có mình ba người mà còn có cả bạn của Xe Um Biu, cô tổ trưởng. Một lát sau chung cửa reo lên, Sang A ra mở thì thấy Du Húc cũng đã đến. Cả nhà quây quần bên bữa cơm gia đình ấm cúng. Sang A định liếc mắt nhìn trộm Du Húc nhưng có chút ngại ngùng. Xe Um Biu cuộn một miếng thịt to định đút cho Sang A nhưng cô từ chối. Thế là anh bèn đút cho Du Húc kế bên. Du Húc lần đầu được cảm nhận hương vị gia đình, trong lòng vô cùng cảm động. Mọi người còn ghép đôi cậu với Sang A nữa chứ, thật là không biết phải nói gì mà. Không hề biết rằng khi cậu về nhà mọi điều tốt đẹp ban nãy đều bị hiện thực xé toang bởi vì cha của Du Húc đã trở về. Du Húc nhìn thấy cha mình ngồi ở trong phòng, ông ta nhìn cậu rồi khinh bỉ hỏi không chào khi gặp bố sao. Nhưng cậu đã quá quen với những lời giễu cợt này nên chỉ im lặng nhẫn nhịn. Bên này Sang A đang dọn dẹp, Xe Um Biu hỏi cô thấy Du Húc thế nào, cậu ấy cũng được ấy chứ hả? Sang A chỉ có thể ngẩn ngơ trước câu hỏi của bố. Ngày hôm sau, Xe Um Biu đến chỗ làm thêm từ chối lời đề nghị trở thành nhân viên chính thức. Sau khi nghe chuyện tình lâm ly bi đát của cậu nhân viên làm cùng thì anh nói với cậu ta càng mãnh liệt sẽ càng sớm chia tay thôi. Trong khi đó, tổ trưởng mong muốn gội đầu nhưng vì tay bị thương mà không thể làm được, phải nhờ đến sự giúp đỡ của hàng xóm. Lúc bà định mời họ ở lại ăn cơm cùng thì ai nấy cũng từ chối để về với gia đình. Tình cảnh đó khiến tổ trưởng Bong càng cảm thấy cô đơn. Ở bên này, ông của Sang A đã được nhận vào trung tâm cắt tóc mới, nhưng ông lại rất bực mình vì mình chẳng có bộ âu phục nào để mặc đi làm. Cùng lúc đó, người cha côn đồ của Du Húc lại gây chuyện và bị triệu tập lên đồn cảnh sát. Họ gọi điện báo cho Du Húc đến bảo lãnh ông ta. Cậu chẳng buồn tỏ ra ngạc nhiên mà trong lòng triệt để thất vọng với người cha như thế. Về đến nhà, ông ta còn cố tình kiếm chuyện với cậu, vì cậu nhìn giống mẹ nên ông ta đã ra tay đánh cậu. Lần này Du Húc không nhịn nữa, một tay đẩy ngã cha mình, rằng xé nói ra câu, làm ơn đi chết đi. Sau khi ra ngoài, Du Húc lại nhớ đến mẹ. Lúc còn học trung học, một buổi tối về nhà cậu thấy mẹ xách đồ bỏ đi. Bởi vì không thể chịu nổi người chồng vũ phu, bà đã nhẫn tâm bỏ lại đứa con trai để tìm lối thoát cho chính mình. Mẹ ơi, còn con thì sao? Mẹ xin lỗi. Ác mộng mẹ bỏ đi đã ám ảnh Du Húc suốt bao năm nay. Chính vì vậy, khi nghĩ đến lời nhờ và tìm mẹ của Sang A, cậu cảm thấy đồng cảm và rồi cậu đã quyết định ra tay giúp đỡ. Du Húc lên mạng tìm thông tin của Sang A nhưng dường như chẳng có gì đáng giá. Trang mạng xã hội của cô nhìn cứ như một nick clone. Cậu nhắn tin cho cô nói rằng mình sẽ giúp cô tìm mẹ. Sang A ở trong lớp học thêm, đọc được tin nhắn liền đứng dậy bỏ ra ngoài mặc cho giáo viên và bạn bè gọi với theo. Gặp được Du Húc, Sang A hỏi vì sao cậu lại đổi ý giúp mình trong khi lần trước từ chối vì cô còn là trẻ con. Du Húc lại bảo chính vì cô là trẻ con nên cậu mới muốn giúp, hơn có 5-6 tuổi thôi mà trẻ con gì chứ. Nhưng cô vẫn hơi buồn vì anh ấy coi cô là trẻ con. Hôm sau, ông nội và bố Sang A thức dậy từ sớm, Xe Um Biu mua hoa về giục bố nấu ăn nhanh hơn. Bọn họ lần đầu ăn mặc chỉnh chu bước ra khỏi chung cư lại là để đi viếng mộ, bởi họ cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc cho đến khi mẹ Xe Um Biu đổ bệnh. Cha ngày đêm bận việc mà mẹ ngày một yếu đi. Khi bệnh tình trở nặng, bọn họ đưa bà về nhà. Vào ngày sinh nhật, Xe Um Biu muốn tặng hoa cho mẹ nhưng mẹ lại qua đời vào chính hôm ấy. Từ đó anh trở nên khép kín và bố cũng mang theo nỗi tổn thương trong lòng. Gia đình họ cũng đã thay đổi rất nhiều từ lúc đó. Hôm đó, Sang A đang ở nhà thì nhận được tin nhắn từ Du Húc. Đó là địa chỉ nơi mẹ cô đang sống. Sang A lấy hết dũng khí để tìm đến. Đứng trước quán bar, cô ngần ngại mãi mới bước vào. Bởi vì là buổi sáng nên quán vắng tanh, chỉ có một người phụ nữ đang lau dọn. Rất nhanh Sang A nhận ra người phụ nữ là mẹ ruột của mình. Nhưng mẹ cô thì lại không nhận ra con gái. Bà mời Sang A uống rượu như những vị khách bình thường khác. Người phụ nữ lấy chai rượu ra tu một mạch cứ như uống nước ngọt. Trong lúc trò chuyện, cô hỏi mẹ không có chút hối hận nào trong cuộc đời sao. Mẹ cô thẳng thắn nói không. Điều đó làm Sang A vô cùng thất vọng. Người phụ nữ nhận được một cuộc gọi, có vẻ bà ta còn là gái bán hoa. Nhìn về phía bao thuốc lá trên bàn, cô triệt để tuyệt vọng rồi. Làm điếu không? Thôi ạ, cô buồn thế, mới chia tay bạn trai sao? Sang A không trả lời. Ồ, mọi chuyện sẽ ổn thôi, thời gian sẽ chữa lành tất cả. Tôi cũng từng tổn thương nhưng giờ đã tốt hơn rồi. Cô thực sự sống tốt sao? Ừ, tôi cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Để tôi hát cho cô một bài nhé. Khi bài hát cất lên, Sang A lập tức nhận ra đó là bài hát trong máy nghe nhạc của bố. Cô ngậm ngùi rời đi. Người phụ nữ vẫn tiếp tục hát, thiếu cô thì cuộc sống của bà ta vẫn tiếp diễn. Khi bước ra khỏi quán bar, Sang A thấy một bóng hình quen thuộc đứng bên cạnh chiếc mô tô. Thì ra Du Húc vì không yên tâm đã lén đi theo và đợi cô bên ngoài. Lúc này Sang A cũng không chút phòng bị nào mà đứng khóc nức nở trước mặt cậu.
Hai người ngồi trên mô tô đi thật xa, không ai nói lời nào nhưng trong lòng đều mang chung nỗi tổn thương sâu sắc. Cũng chính nỗi đau ấy đã kéo trái tim hai người xích lại gần nhau hơn. Cuối cùng họ ngồi xuống bên cầu, Sang A nhờ Du Húc mua rượu cho cô. Cô nói mình không phải hy vọng điều gì mà đi tìm mẹ, cô đến gặp mẹ chỉ để cắt đứt niềm hy vọng của mình. Hai người càng tâm sự, Du Húc càng nhận ra Sang A không rạng rỡ như vẻ bề ngoài. Cô luôn khao khát trở thành người trưởng thành, không còn để ai bận tâm tới mình nữa. Họ luôn chăm sóc tôi như trẻ con, tôi thực sự muốn thoát ra khỏi vỏ bọc đó. Du Húc đồng ý rằng trẻ con thì mới cần người chăm sóc, còn người trưởng thành thì chỉ cần tiền mà thôi. Cô biết không, mẹ tôi cũng rời bỏ tôi khi tôi còn nhỏ đấy. Bố tôi cũng là một gã tồi suốt ngày chỉ biết rượu chè. Cuối cùng chỉ những kẻ tổn thương mới hiểu tổn thương người khác. Xe Upiu đến nhà xuất bản định hỏi khi nào mình được ra mắt thì mấy hai biên tập viên luôn giúp đỡ anh đã nghỉ việc, đồng nghĩa với việc chuyện của anh không có ngày thấy được ánh sáng. Nếm trải thêm cay đắng, xe Upiu tỏ ra rất chán nản. Trong khi đó bố của anh đã bắt đầu đi làm. Đàn ông mặc âu phục dù có hơn 70 vẫn trông rất phong độ. Ông nội Sang A không chỉ làm cả khu phố trầm trồ mà còn khiến tổ trưởng Bong rơi vào lưới tình. Trong khi đó Xe Upiu đang lau dọn ở tiệm ga thì một người đàn ông trong trang phục nữ tính tới tìm anh. Thì ra đó là biên tập viên đã luôn tận tình giúp anh lúc trước. Xe Upiu trước bộ dạng phụ nữ của người đàn ông có chút chưa quen, nhưng anh ta lại bảo nhờ có anh mà mình mới dám sống thật. Anh ta không hối hận vì bị mất việc khi đứng ra bênh vực cho tác phẩm của Xe Upiu. Anh ta rất ngưỡng mộ sự tự tin của Xe Upiu, mà Xe Upiu cũng cảm ơn và khen anh ta make up nhìn rất đẹp. Nhờ có cuộc trò chuyện đó, Xe Upiu đã lấy lại động lực vẽ chuyện. Mặt trăng hôm nay rất sáng, anh liền lấy ảnh ra chụp. Không ngờ ở chung cư đối diện phòng anh một người phụ nữ đang thay đồ. Cô ta cho rằng Xe Upiu chụp trộm mình nên đã gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát đến nơi, mặc cho Xe Upiu giải thích 1000 lần, người phụ nữ vẫn nói anh là tên biến thái. Sau khi kiểm tra điện thoại không thấy bất thường, cảnh sát đành thả anh ra về. Đúng lúc ông nội Sang A về nhà thấy con trai mình lại gây chuyện thì rất tức giận. Vừa lên nhà hai cha con lại cãi nhau. Sang A ở trong phòng tỏ ra rất mệt mỏi và bất lực. Cô nghĩ về những gì Du Húc nói. Sang A rất muốn được sống tự do như Du Húc cho dù cuộc sống có thiếu thốn. Ngày hôm sau, Xe Upiu đến thư viện mượn sách lấy cảm hứng, vô tình gặp hàng xóm cũng đang ở đây. Hóa ra anh ta đã nghỉ làm nhưng không dám nói với vợ. Mỗi ngày đều đến thư viện giết thời gian tới tối muộn mới trở về. Anh ta nhờ Xe Upiu giữ bí mật với gia đình mình. Xe Upiu nghĩ đến câu là trụ cột gia đình nhưng lại không kiếm ra tiền của hàng xóm, cũng cảm thấy xấu hổ. Hôm ấy sau khi tan học, cậu bạn thân còn hỏi Sang A sao dạo này cô cứ đi theo anh chàng tóc vàng thế. Chẳng lẽ cậu và anh ta đang yêu nhau sao? Sang A không thèm trả lời mà lập tức bỏ đi. Vì muốn có tiền dọn ra ngoài sau này, Sang A định tìm công việc làm thêm. Nhưng vì cô là trẻ vị thành niên nên ông chủ từ chối nếu không có giấy đồng ý của người giám hộ. Sang A không muốn cho bố biết. Trên đường về nhà trời mưa, một người đàn ông lạ mặt mời cô lên xe muốn giúp cô quá răng. Sang A vừa nhìn đã biết ông ta không phải người tốt nhưng cũng không từ chối. Tôi thấy cô trong quán tạp hóa, sao cô lại cần tiền thế? Bố mẹ cô sẽ lo lắng nếu cô đi làm thêm đấy. Bố mẹ tôi chết cả rồi. Vừa dứt lời thì ông nội nhắn tin đến hỏi cô có cần ô không. Sang A đành phải trả lời rằng cô đã được một người bạn giúp đỡ. Ai nhắn tin vậy? Bạn trai cô sao? Không là ai cả, đừng quan tâm. Đi một đoạn đường về nhà, cô còn được ông ta cho tiền vì lý do sinh gái. Sang A siết chặt mấy tờ tiền vừa hạ thấp giá trị của mình. Ở bên này, Du Húc đang đuổi theo kẻ thiếu nợ. Người đàn ông bị cậu dồn vào đường cùng làm liều, cầm vỏ chai vỡ lên đe dọa. Du Húc nhìn thấy vỏ chai liền nhớ tới người cha nát rượu của mình. Càng ghét con người đó bao nhiêu, cậu lại càng ra tay với người đàn ông trước mặt mạnh bấy nhiêu. Nếu không phải đồng nghiệp tới can ngăn thì cậu đã giết chết ông ta rồi. Sau khi bắt được người, ông chủ Du Húc mở tiệc liên hoan. Đám người nói dù bố mẹ có tệ cỡ nào cũng sẽ không bỏ rơi con cái nên mới dễ dàng xa lưới bọn họ. Du Húc nghe nhưng không mấy mặn mà chỉ lặng im. Trở về ngôi nhà vắng tanh, mở nắp nồi mì đã trương lên từ bao giờ, cậu tức giận hất đổ mọi thứ. Bởi vì cậu chưa bao giờ nhận được tình thương của bố nên càng cảm thấy cay đắng hơn. Hôm đó bạn thân hẹn Xe Upiu và Du Húc đi uống rượu, thông báo với họ mình đã nghỉ việc. Thì ra anh ta vì muốn hoàn thành lời hứa đi sở thú với con trai, đã không thèm nghe điện thoại của cấp trên, còn tự ý bỏ luôn công việc đang làm. Trong mắt anh ta bây giờ hạnh phúc của con trai mới là số 1. Xe Upiu nghe bạn thân nói chuyện vô lý như thế thì nổi điên trách móc anh ta. Trong khi đó Du Húc lại vui vẻ chúc mừng anh nghỉ việc. Hai người cạn ly mà kệ Xe Upiu phàn nàn bên cạnh. Sau khi ra khỏi quán, ba người còn đi karaoke cùng nhau. Hai ông chú xong ca quên cả trời đất. Du Húc ngồi xem bọn họ cũng cảm thấy thú vị vô cùng. Ở bên này Sang A nhận được tin nhắn hẹn gặp mặt của người đàn ông kia. Tự nhiên cô lại nghĩ đến câu chuyện đào mỏ của mấy đứa con gái trong lớp. Cô rep lại hai chữ OK, sau đó xóa tin nhắn. Đúng lúc bên ngoài vang lên tiếng cảm ơn của ông nội. Hóa ra bố cô uống say và Du Húc lại phải đưa về. Sang A gặp Du Húc ở bên ngoài, cậu hỏi cô vẫn tiếp tục kế hoạch dọn ra ở riêng của mình chứ? Vâng, Sang A đáp. Không ai biết để có tiền cô đã chấp nhận đi chơi với ông chú kia dù biết chuyện này là sai trái. Cô bước lên xe ô tô,
gã đàn ông cười biến thái. Hắn muốn mời cô đi ăn. Ở bên này, Jae-woo đến nhà xuất bản gặp biên tập mới. Cô gái không giống biên tập cũ luôn động viên anh mà thẳng thừng chê chuyện của anh là tác phẩm. Cô còn định kiến với tuổi tác của anh mà không chịu đi tìm việc ổn định, cho rằng anh không có trách nhiệm với con gái. Người ta có thể sỉ nhục anh vô dụng, nhưng con gái và chuyện tranh là hai thứ Jae-woo rất nhạy cảm. Chính vì vậy, anh đã tức giận cãi nhau với nữ biên tập viên, còn nói rằng sẽ không bao giờ liên lạc với cô nữa. Trên đường về nhà, Jae-woo ghé vào hiệu thuốc mua rất nhiều vitamin cho Sang-a. Lúc bước ra, không ngờ lại bắt gặp con gái mình đang giằng co với một người đàn ông lạ mặt. Người đàn ông muốn dẫn cô vào nhà nghỉ, nhưng Sang-a kiên quyết từ chối đòi về nhà. Hắn ta có vẻ hết kiên nhẫn, rút ra một số tiền đưa cho cô. Cảnh tượng đó đã bị Jae-woo chứng kiến. Chuyện này là sao? Không phải như anh nghĩ đâu. Con bé là con gái tôi, thấy nó học hành vất vả nên tôi mới cho nó. Sao Sang-a lại là con anh? Con bé là con gái tôi cơ mà. Sao cho nói bố mình chết rồi? Chuyện càng lúc càng ngoài mức kiểm soát. Người đàn ông vội vàng bỏ chạy. Jae-woo bàng hoàng hỏi Sang-a. Anh mong chờ một lời giải thích, nhưng tất cả những gì nhận được lại chỉ là câu nói đau lòng của con gái. Đối với tôi thì ông đã chết rồi. Sau khi nói ra suy nghĩ thật với bố, Sang-a bỏ đi mặc cho Jae-woo chật vật đuổi theo. Cô nhìn bố kẹt trong dòng xe cộ tấp nập nhưng không quay lại. Jae-woo vừa đi vừa khóc khi nghĩ về kỷ niệm của mình và con gái. Sang-a từng yêu bố nhất trên đời, bây giờ lại bảo anh không có tư cách làm bố. Trong mắt cô bé còn coi bố mình đã chết rồi. Điều đó khiến Jae-woo rất đau lòng. Anh không vào nhà mà ngồi một mình ở xích đu dưới công viên. Sang-a cũng không muốn về nhà, cô cũng chạy ra chỗ xích đu quen thuộc. Sang-a nhìn thấy bố nhưng mặc kệ. Nửa đêm không ngủ được, cô quyết định đi xuống công viên. Lần này cô không giấu giếm mà nói hết ấm ức trong lòng với bố. Con đã nói dối, con không hề ổn. Sang-a khóc như một đứa trẻ sau bao năm nhẫn nhịn trong lòng. Jae-woo vì chuyện con gái mà đi làm cũng uể oải, bạn thân trêu chọc anh cũng không hưởng ứng theo. Jae-woo quyết định đi tìm người đàn ông đi cùng con gái hôm đó để cho anh ta một bài học. Người đàn ông đi cùng vợ con gặp phải Jae-woo tái mặt như gặp ma. Hắn ta giải thích mình chưa làm gì cả và cầu xin anh đừng báo cảnh sát. Jae-woo định đấm hắn một cái nhưng lại không dứt khoát xuống tay. Anh tự nói với bản thân mình muốn hắn trải qua cảm giác sống trong tội lỗi hơn là chịu phạt rồi sống trong thanh thản. Sau đó một mình đến sân bóng chày, đánh bóng giải tỏa cảm xúc. Anh còn viết những điều cần phải làm để gần gũi con gái hơn. Jae-woo hỏi bố ông có phải người bố tốt không, nhưng cha anh bảo tất nhiên ông không phải người cha tốt. Muốn trồng một cái cây phải có cả đất và ánh nắng, muốn nuôi dạy con cái tốt thì cần cả bố và mẹ. Sau cuộc trò chuyện với bố, Jae-woo đã nhận ra những thiệt thòi mà con gái mình phải chịu đựng. Anh đến quán nhậu của bạn mình, thông qua người bạn mà biết chỗ ở của vợ cũ. Jae-woo tìm đến quán bar để gặp cô. Bọn họ lâu ngày không gặp mặt nhưng cũng không chút ngại ngùng mà trò chuyện như những người bạn. Đột nhiên Jae-woo hỏi cô có tò mò về con gái hay không. Người vợ nghĩ lại lúc vì chăm con mà không thể theo đuổi ước mơ. Trước đây cô cũng có giấc mộng ca sĩ, nhưng hiện thực phũ phàng khi có Sang-a. Sự bỡ ngỡ của người mẹ tuổi 18 khiến cô chẳng biết phải làm sao. Dù cô có dỗ dành thế nào, Sang-a cũng không chịu nín. Cuối cùng vì quá mệt mỏi, cô chỉ có thể mặc kệ tiếng đứa trẻ khóc mà đeo tai nghe lên để quên đi áp lực. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, nhưng ước mơ của cô cũng không như mong đợi. Giờ đây chỉ có thể hát trên quán bar. Cô bảo trước đây mình chưa từng nghĩ tới mà chỉ chăm chăm tìm cách mưu sinh. Nhưng từ ngày gặp được Sang-a thì cô lại càng suy nghĩ về con gái. Cô đã nhận ra Sang-a từ lần gặp đầu tiên nhưng lại không có dũng khí để nói điều đó với con gái. Ở bên này đám bạn học xấu tính theo thói cũ mỉa mai Sang-a vừa cặp kè với anh chàng mô tô vừa đi với ông chú lớn tuổi. Người bạn thân tức giận thay cho Sang-a quát bọn họ im đi. Nhưng đám con gái xấu tính ra về lại dán dòng chữ đổ rẻ tiền lên ba lô của cô. Cậu bạn thân lại một lần nữa giật mảnh giấy xuống và giúp cô cho đám nữ sinh một bài học. Cậu nói với Sang-a vì cô xinh đẹp và học giỏi nên bọn họ mới ghen tị. Lời khen thật lòng làm Sang-a nở một nụ cười. Tình hình nhà cô nhìn chung không có gì thay đổi. Nhưng thay vì tự làm tất cả, Sang-a đã biết nhờ bố khi muốn cái gì đó chứ không để trong lòng. Suốt sau lần xung đột với bố cũng như thấy tình cảm gia đình Sang-a thì chán ghét công việc hiện tại và quyết định xin ông chủ nghỉ việc. Nhưng ông chủ lại hòa hoãn từ chối. Trong lần làm việc cuối cùng, Suốt đã ngăn đồng nghiệp ra tay bạo lực. Không được đánh trẻ con. Cậu dám ra lệnh cho tôi. Nhóc con, cậu điên rồi hả? Tôi nói anh không được đánh trẻ con. Cuối cùng cậu bị tên đồng nghiệp đánh, nhưng cậu vẫn cố chấp ôm chân hắn, không để hắn đuổi theo hai cha con họ. Bị đánh đến nôn ra máu, Du Húc cũng không buông tay. Đối mặt với những lời chửi rủa của đồng nghiệp, cậu chỉ cười lớn. Bởi vì lần chịu đòn này cậu chắc chắn được thôi việc rồi. Cảm ơn tên khốn. Như vậy Du Húc đã chính thức được giải thoát. Cậu tìm đến để báo cho Sang-a tin tốt này, nhưng Sang-a lại chỉ quan tâm đến vết thương trên mặt cậu. Anh bỏ làm giang hồ rồi. Vết thương trên mặt anh thì sao? Cô liền đi mua thuốc mỡ đưa cho Du Húc. Thấy cậu chật vật vừa nhìn camera điện thoại soi vết thương để bôi thuốc, Sang-a cảm thấy vừa thương vừa buồn cười. Cô trực tiếp lấy thuốc từ trong tay cậu, nhẹ nhàng thoa lên vết thương. Cả quá trình diễn ra vừa lãng mạn lại vừa hồi hộp. Sang-a hỏi Du Húc lý do thôi việc, chỉ là nó chán thôi.
Vậy sao anh lại nói với em? Chỉ là anh muốn làm vậy thôi. Hai người ở bên nhau lâu dần cũng đã có được sự tin tưởng. Họ kể cho nhau những câu chuyện nhỏ trong lòng. Em cũng từ bỏ ý định dọn ra ở riêng rồi. Cứ kệ nó đi. Cảm giác này đối với hai người nó lạ lắm. Hình như đây là cảm giác rung động trước ai đó sao. Dù chỉ ngồi cạnh nhau bầu không khí cũng trở nên khác thường. Hôm ấy nhà hàng xóm xảy ra cãi vã vì người chồng giấu vợ chuyện thất nghiệp suốt một năm. Ông nội Sang A Hòa giải giúp bọn họ xong bèn trở về nhà. Thấy con trai ngồi một đống trên ghế thì hỏi anh sao không ra ngoài hóng hớt như mọi khi. Đúng lúc Sang A cũng đi học về. Xe Umpiu nói với họ anh từ bỏ việc vẽ truyện tranh và đã nộp đăng ký làm nhân viên chính thức ở quán gà rán. Bố và con gái anh rất ngạc nhiên. Ông bảo anh nếu đã quyết định vậy thì làm cho tốt. Nhưng Sang A lại không nghĩ thế. Cô vào phòng bố hỏi anh đã chán vẽ truyện tranh rồi sao. Bố cô bảo tất nhiên là mình vẫn thích nhưng làm bố của Sang A thì chuyện đó lại rất phiền. Anh không muốn trở thành người bố khiến Sang A xấu hổ. Nếu bố được ra mắt con nghĩ mình sẽ rất vui. Con mong bố hãy theo đuổi điều mà mình thích. Sang A bây giờ đã không còn oán trách bố, ngược lại còn ủng hộ ước mơ của anh. Xe Umpiu nghe xong rất cảm động. Đêm đó anh vội vàng đạp xe đến chỗ hẹn biên tập viên mới. Anh bảo cô hãy giúp mình thực hiện ước mơ. Xe Umpiu nói với nữ biên tập trước giờ mình chưa từng học vẽ một cách bài bản, nên mong rằng cô có thể trở thành mưa để tán cây của anh phát triển. Hôm đó bạn thân Xe Umpiu đang chơi đá bóng cùng con trai thì cậu bé than chán, muốn có nhiều người chơi chung. Người cha liền gọi cho bạn thân và Du Húc. Bọn họ rất nhanh đã hình thành hai đội, không chỉ đá bóng mà còn đi tắm hơi cùng nhau. Du Húc còn trổ tài làm bánh mì bột gạo. Người đàn ông nhìn con trai ăn ngon miệng không bị dị ứng thì cảm thấy rất thần kỳ. Ái mộ tài làm bánh của Du Húc, anh ta bảo cậu hãy mở tiệm làm bánh để mình làm khách quen. Du Húc cũng cười bảo hay là mình làm thế nhỉ. Kết thúc một ngày ý nghĩa, Xe Umpiu và Du Húc cùng nhau tản bộ ra về. Đứng trước đèn giao thông, Xe Umpiu đột nhiên hỏi Du Húc cậu đang nghĩ gì. Du Húc thật thà bảo nghĩ xem có việc gì để làm những ngày sau. Cậu cũng hỏi Xe Umpiu, anh bảo mình nghĩ sẽ nhận được gì trong tương lai. Hôm nay nữ biên tập mới làm phật lòng một tác giả nổi tiếng. Cô bị cấp trên mắng mỏ và áp lực rất nhiều. Sau khi suy nghĩ cô gọi cho Xe Umpiu, hai người uống bia. Nữ biên tập nói rằng mình đồng ý giúp anh vẽ chuyện, bởi vì cô muốn trở thành một biên tập viên chân chính. Xe Umpiu vui mừng trước sự thay đổi của nữ biên tập nên quyết định mời cô bữa ăn. Người đàn ông đưa con trai về nhà vợ cũ, vui vẻ khoe con trai rất thích mình. Người vợ vốn định nói chuyện gì đó lại vì thái độ vui vẻ của chồng mà tạm biệt anh ra về. Ở bên này Sang A định ra ngoài uống nước thì gặp bố cô từ phòng đi ra. Sau khi biết cô mệt mỏi vì thi cử, bố cô liền tìm cách giúp cô tỉnh táo trở lại. Xe Umpiu dẫn con gái xuống sân chung cư, bảo cô đạp xe làm nóng người. Nhưng Sang A tỏ ra sợ hãi vì đã lâu không đi xe đạp. Bố cô trấn an bảo hồi bé mình đã dạy Sang A rồi, con gái chỉ cần lên xe cơ thể sẽ nhớ cách đi trở lại thôi. Sang A vẫn hoài nghi lời bố nhưng bố cô đã đẩy cô lên xe và bảo mình giữ phía sau. Một vòng, hai vòng Xe Umpiu buông tay, Sang A vẫn có thể đạp xe mà không hề bị ngã. Khoảnh khắc đó Xe Umpiu vừa tự hào vừa hạnh phúc nhìn cô. Sáng hôm sau là ngày thi tốt nghiệp của Sang A, ông nội và bố dặn cô mang đầy đủ đồ và tiễn cô ra cửa. Đợi khi Sang A đi khuất, bố cô mới khóc thành tiếng nói với cha mình Sang A quá đáng thương. Ở trong phòng thi Sang A cũng nhận được tin cổ vũ từ Du Húc, tinh thần cô vô cùng phấn chấn làm bài. Ở bên này bạn thân Xe Umpiu đã quyết định mở tiệm bánh để cho Du Húc làm thợ chính. Xe Umpiu lúc biết chuyện liền mắng anh ta điên rồ, nhưng Du Húc lại có vẻ rất tán thành nên đành chịu. Hôm đó, ở trong chung cư ồn ào một phen, hóa ra là tổ trưởng Bong trong lúc phát thanh đã vô tình cãi nhau với bác bảo vệ và nói ra chuyện mình thích ông nội Sang A. Cả khu đều nghe thấy nên cả tổ trưởng Bong và ông nội Sang A đều rất ngại. Tuy nhiên ông hỏi con trai có nghe thông báo không thì anh ta lại bảo mình không biết gì. Cùng lúc đó bạn thân gọi anh tới giúp mình trang trí trại. Vì đây là buổi cắm trại đầu tiên với con trai nên anh ta chuẩn bị rất nhiều. Hai người sau khi sắp xếp xong thì cùng chui vào trại nhớ về những kỷ niệm cũ. Hôm sau Du Húc chỉ chủ tiệm cách làm bánh. Từng mẻ bánh vàng ươm thơm phức lần lượt ra lò. Chủ tiệm sắp bánh đi tặng cho con trai, hỏi Du Húc có ai cậu muốn tặng bánh không. Trong đầu Du Húc liền nghĩ tới Sang A. Trong khi đó Sang A vừa đi ăn trưa cùng bạn trở về, đúng lúc bắt gặp Du Húc đang đặt bánh trước cửa nhà mình. Nhìn nét mặt vụng về của Du Húc, Sang A khẽ bật cười. Hai người cùng nhau trò chuyện, Sang A bảo Du Húc đáng ra phải gọi điện trước rồi mới đến chứ. Đúng vậy nhỉ. Em ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì ăn thử cái này đi. Du Húc vừa nói vừa lấy bánh mì mình làm trong túi đưa cho Sang A. Sang A dù mới ăn no nhưng vẫn không từ chối tấm lòng của cậu. Hi hi, em đang đói muốn chết đây. Sang A nhìn thấy Du Húc thay đổi khác xa lúc trước thì không khỏi nhịn cười. Du Húc thấy cô cứ nhìn anh cười tủm tỉm. Sao vậy? Nó thực sự không hợp với anh mà. Gương mặt, bàn tay thế này lại có thể làm được bánh mì. Cô vừa nói vừa khúc khích cười. Du Húc tự nhìn lại đôi tay mình hoài nghi bộ không hợp thật hả? Anh thấy có chỗ nào hợp sao? Đúng lúc bác bảo vệ đi ngang qua họ, cho rằng Du Húc là bạn trai của Sang A. Sang A liền phủ nhận, nhưng làm sao qua được hỏa nhãn kim tinh của ông. Càng nói không phải thì lại càng đáng nghi hơn. Không đâu ạ.
Tuy rằng cả hai vẫn chưa xác nhận nhưng trong lòng đã thầm thích đối phương. Sang A vừa liếc nhìn Jun Húc vừa ăn hết ổ bánh mì. Nếu em thích thì ngày nào anh cũng đem bánh tới. Hôm đó vợ cũ của bạn thân đến gặp Se Eun Pil nhờ anh chăm sóc cho chồng cũ. Thì ra cô ấy định đưa con trai sang Mỹ. Cũng vừa mới nói chuyện này với chồng cũ vì sợ anh ta bị tổn thương. Nhưng người chồng lại tỏ ra rất bao dung với quyết định của cô ấy. Chỉ có Se Eun Pil mới biết anh ta buồn bã và cô đơn đến mức đi cắm trại một mình trong căn lều đã chuẩn bị cho con trai. Se Eun Pil đợi bạn ở tiệm bánh. Dù Jun Húc bảo đã muộn có thể anh ấy không đến nhưng anh vẫn kiên trì. Một lát sau bạn anh một thân lấm lem, ướt nhẹp bước vào nói rằng mình đã không thể chết. Hai người đàn ông ôm nhau, chia sẻ nỗi buồn chất chứa. Thì ra anh ấy lên kế hoạch đi cắm trại với con trai. Nhưng vào ngày chuẩn bị người vợ cũng lại nói rằng mình sẽ mang con đi Mỹ. Người đàn ông bề ngoài tỏ ra không sao nhưng trong lòng lại nghĩ mọi thứ đã kết thúc. Lúc định tự tử thì lại nhớ tới những kỷ niệm cùng con trai, chật vật tìm cách sống. Se Eun Pil biết chuyện anh ta làm thì rất tức giận và đau xót. Túm lấy cổ áo bạn mình và bảo cậu vẫn còn tôi cơ mà. Đêm đó hai người lại như 20 năm trước ngủ dưới túp lều, cùng ôn lại chuyện cũ và chìm vào giấc ngủ. Hôm sau Se Eun Pil đến nhà xuất bản để đưa bản thảo cho biên tập viên mới. Khi cô hỏi về nội dung câu chuyện thì Se Eun Pil đã dùng hình ảnh người bố của mình giải thích cho cô. Nữ biên tập viên khi ấy cũng nhớ đến hoàn cảnh bố của mình mà nảy sinh đồng cảm. Ở bên này ông nội Sang A đã nhận được lời tỏ tình chính thức từ tổ trưởng Bong. Ông còn chưa kịp trả lời thì bà đã xấu hổ bỏ đi vì bị Se Eun Pil phát hiện. Thật ra anh vẫn luôn ủng hộ bố làm những điều mình thích, nhưng ông lại nói rằng việc cằn nhằn con vào công việc cũng là chuyện ông muốn làm. Buổi tối Sang A sang phòng bố để nhờ anh ký vào giấy chứng nhận cho cô bé làm thêm ở khu vui chơi. Se Eun Pil không hỏi quá nhiều mà vui vẻ ký ngay. Sau khi ký xong anh cảm ơn con gái vì đã hỏi ý kiến mình. Sang A cũng cười cảm ơn bố vì đã đồng ý. Sang A bắt đầu công việc ở khu vui chơi. Không ngờ mẹ ruột của cô lại tìm tới tận nơi để nói chuyện. Sang A bảo trước đây rất muốn hỏi vì sao mẹ lại bỏ đi. Nhưng giờ cô lại chỉ muốn biết vì sao bố và mẹ lại yêu nhau. Người mẹ mỉm cười hồi tưởng lại ngày trẻ đi hát đã được bố Sang A tặng quà. Dù người đàn ông lúc đó thiếu thực tế thừa ảo tưởng nhưng lại có sức cuốn hút cô kỳ lạ. Họ yêu nhau, kết hôn và nghĩ rằng mọi thứ đều có thể vượt qua. Cho đến khi mẹ Sang A nhận ra mình đã hy sinh quá nhiều vì gia đình thay vì ước mơ. Bà quyết định rời đi. Sang A không còn giận mẹ nhiều như trước nữa. Mà mẹ cô trước khi đi cũng nói với cô nếu thích ai thì cứ mạnh dạn bày tỏ. Đừng sợ hối hận hay thất bại, phải thật lòng đi cảm nhận nó. Mẹ phải đi đây. Trong khi đó Jun Húc ở tiệm bánh lại nhận được cuộc gọi từ cảnh sát. Cũng giống như mọi lần do bố cậu gây chuyện. Lần này ông ta ăn vạ bệnh viện đòi bồi thường nên cảnh sát mới gọi người giám hộ đến. Ông ta vẫn như mọi khi chửi rủa cuộc đời. Nhưng Jun Húc không còn quá kích động khi chứng kiến. Cậu bảo ông có làm gì thì cũng không liên quan đến cậu nhưng đừng chết là được. Ở bên này ông của Sang A cũng đã suy nghĩ thông suốt. Quyết định cho mình vào tổ trưởng Bong một cơ hội. Sang A lang thang trên đường, không ngừng nghĩ đến lời của mẹ. Bảo cô thích ai thì hãy bày tỏ với người đó. Hình ảnh đầu tiên hiện ra trong đầu cô đều là những lúc cô và Jun Húc bên nhau. Tuy rằng thời gian quen biết của hai người chưa lâu, nhưng vào những lúc khó khăn đối phương luôn ở bên cạnh, hai người vừa động viên vừa tác động nhau trở nên tốt hơn. Tất cả những chuyện đó Sang A đều nhớ rõ. Bước chân cô ngày một nhanh hơn, cô chạy băng băng đến tiệm bánh mà không hề chần chừ như mọi lần. Cảm giác ấy, sau 18 năm sống cô cũng biết cảm giác yêu một ai đó là như nào rồi. Thấy cô vừa đến nơi đã thở gấp, Jun Húc hỏi Sang A đã xảy ra chuyện gì, sao lại hồn hển như thế. Em đã chạy tới đây. Em muốn tới đây thật nhanh để gặp anh. Jun Húc có chút bối rối. Sang A nói ra những lời trong lòng, cảm thấy vô cùng thoải mái. Bộ đồ đó hợp với anh đấy. Lời khen của Sang A khiến Jun Húc mỉm cười rạng rỡ. Hai người không nói gì mà chỉ cần nhìn mặt đối phương cũng đã cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Giáng sinh bắt đầu có tuyết rơi. Sang A và Jun Húc ở trong tiệm bánh ấm áp nhìn ra ngoài. Cảnh tượng như chuyện cổ tích hiện ra. Bởi vì người ta nói rằng nếu bạn ở bên ai đó vào ngày tuyết đầu mùa rơi thì hai người sẽ ở bên nhau mãi mãi. Se Eun Pil và người bạn thân ở bên này cũng lặng lẽ ngắm tuyết. Tuyết rơi lại mang theo nhiều nỗi niềm và tâm trạng. Nhưng có thể cùng nhau ngắm tuyết cũng đã len lỏi một chút hơi ấm trong lòng. Câu chuyện cửa hàng bánh mì của Se Eun Pil cuối cùng cũng được tổng biên tập xem xét sau khi nữ biên tập và đồng nghiệp cùng tán dương tác phẩm này. Khỏi phải nói Se Eun Pil vui mừng tới mức nào. Trong bữa ăn cùng gia đình anh lại bắt đầu khoe khoang. Nhưng lần này cả bố và con gái đều vui vẻ hưởng ứng. Sang A cũng nói với ông nội và bố về kế hoạch đi du lịch của mình. Cô muốn đi nhiều nơi trải nghiệm mà không phải bận tâm gì hết. Ông nội và bố dù hơi bất ngờ nhưng cũng ủng hộ Sang A. Se Eun Pil đi rút tiền trong thẻ ngân hàng và vay quản lý chỗ làm thêm để có tiền chuẩn bị cho con gái. Ngày lên đường Jun Húc nhắn với Sang A bảo cô đi về nhớ mua quà cho cậu. Sang A hỏi nếu cô mua quà thì cậu sẽ làm gì. Cậu bảo mình sẽ đi đón cô. Đóa hoa tình yêu nở rộ trên môi Sang A. Ông nội cho Sang A tiền để cô có thể đi du lịch thoải mái. Se Eun Pil tiễn con gái ra bến xe trong lòng ngập ngừng không nỡ để cô đi. Lần đầu tiên Sang A được nghe bố bày tỏ tình cảm với mình, cũng là lần đầu Sang A cảm nhận mình và bố không còn xa cách.
Đến tận khi cô lên xe, bố vẫn đuổi theo dặn dò cô đủ thứ làm Sang A cảm động rơi nước mắt. Những ngày tiếp theo, cuộc sống xung quanh vẫn tiếp diễn một cách bình dị. Ông nội Sang A và tổ trưởng Bong thành một đôi khiến cho bảo vệ chung cư rất ghen tị. Bạn thân Xe Um Piu dường như cũng tìm được niềm vui mới. Xe Um Piu nhìn ai cũng đang vui, chỉ mình là cô đơn vì con gái từ lúc đi chưa từng gọi cho anh lấy một lần. Tin tức gì anh cũng phải nghe qua Su Húc. Nhìn cậu cười khúc khích đọc tin nhắn điện thoại, anh nghi ngờ cậu và Sang A đang yêu nhau thì nổi da gà. Xe Um Piu vẫn nuôi đam mê trở thành tác giả truyện tranh mà bị thoát vị đĩa điện cổ. Đúng lúc đó anh nhận được bưu thiếp Sang A gửi về. Bên trong là rất nhiều ảnh cô chụp khi đi qua mọi nơi, nụ cười tự hào nở trên môi người bố. Anh có thể không phải một người tài giỏi nhưng lại dành rất nhiều tình cảm cho con mình. Khép lại câu chuyện, mỗi người đều đã có một bài học và trải nghiệm quý giá. Mà cơ bản xem phim này mình chỉ hóng mỗi cặp đôi Sang A và Jun Húc xuất hiện thôi mọi người ạ. Ai giống mình thì comment xuống phía dưới nhé. Trên kênh mình còn rất nhiều bộ phim hay, mọi người hãy ghé qua xem thử nhé. Nếu yêu quý mình thì cho mình xin một like và một sub đi ạ.